Bây giờ trời tối rồi. Ồ, nhưng mà vẫn có. Vẫn quá, rất là đông. Rất là đông người mặc những bộ đồ đủ sắc màu. Đó, đang mặc đồ đủ sắc màu, đang trên đường đi xuống để em xuống đây em. Em hỏi xem. Chào các cô. Rồi. Dạ, chào chị. Chị Bê đúng không? Dạ. Rồi, chào chị. Ồ, hôm nay đoàn này ở đâu đến mà đi muộn thế? Nha Trang. Nha Trang ạ. Wow, ở Nha Trang mà hôm nay chắc là phải nói với mọi người là gần 7 giờ tối rồi. Ừ, Nha Trang. Ồ, anh ở Nha Trang. Rồi, ok, chào nhá. Rồi. Một đội ở Nha Trang. Hôm nay đến đây mà mình đi bao nhiêu người anh? À, 17 người. 17 người. Ừ, đoàn của mình đi 17 dạ, người. Dạ, 17 người. Wow, Nha Trang. À, Nha Trang có gần núi Sạn không ạ, các anh? Gần hả? Dạ, các anh có gặp thầy lần nào chưa? Chưa gặp. Thầy lần nào. Vâng, hôm nay hữu duyên đến cốc của thầy mà không gặp thầy. Dạ. Đó, cho mọi người thấy hôm nay thầy ngảnh. Dạ, gần 7 giờ rồi. Không có đâu, bởi vì là tin đồn vậy thôi chứ ở đây đâu có thông tin nào biết thầy về đâu. Có lẽ là đoàn này sẽ là đoàn người cuối cùng, bởi vì là trong một ngày thì mọi người thấy là sẽ đến vào buổi sáng hay là buổi chiều. Còn tầm độ 7 giờ tối thì chắc là cũng ít, nhưng mà bây giờ mọi người thấy này. Đó. Tại vì xa quá đi hơi trễ. Đúng rồi, người ta cũng xa quá xuống hơi trễ. Cô chú bác bây giờ mọi người thấy là những hình ảnh này. Đó, trời gần tối rồi nhưng mà các cô chú bây giờ đang trên đường di chuyển xuống. À, đâu rồi? Lên trên kia quay mấy chị đi xuống đây nói chuyện cùng với mấy cô cho vui coi. Đây có chị đi từ lúc nào mà đến bây giờ mới đến đây? Đi hôm về ở Con Tum giờ xuống. À, ở Con Tum. Dạ, ý là mình về Con Tum chơi xong bây giờ mình mới xuống đây ạ. À? À. Tại vì hôm nay định ghé đây mình đi không có đánh lỡ thầy được. Dạ, nhưng mà hôm nay em thấy có mấy chị có bộ đồ lạ nhá. Hay là mình may là mình mua chị? Mua. Mua. À vâng. Đó. Em là Hoàng Sáu TV. Em là YouTuber. Em là YouTuber Hoàng Sáu TV. Dạ. Dạ. Ở trong này ạ. Ở trong này. Dạ, và đây là mấy cây bồ đề á. Đây, ở đây các chị là hôm nay là từ Nha Trang. Cái này là cây bồ đề mà 200 năm tuổi mà hôm bữa trồng đó. Đó, đây là cây bồ đề còn cóc ở thầy là dưới này. Cóc ở dưới này, đúng rồi. Mình có thể mình xuống cóc trước rồi tí nó xuống thăm bồ đề sau. Các cô đây mình về đây mình thăm cóc thầy rồi mình về hay là mình còn ở đây ạ? Ở đây Gia Lai. Dạ. Các cô hôm nay đến đây là chắc là biết các thầy cũng ở đây đâu nhưng vẫn đến đúng không ạ? Đúng rồi. Nói chung là trong tâm mình có thầy là được rồi. Đúng rồi. Không. Hồi nãy là ở nhà Mỹ thầy á. À. Trong tâm mình có thầy. Dạ. Mà vậy là các cô cũng chắc là cũng hay xem về thầy Minh Tuệ đúng không? Không, thích nó mới là thường thầy lắm. Em đây là biết rồi. Dạ. Chị hình như chị nhớ em á. Hồi mấy chị hay coi cái phai của em. Dạ. Thì em cũng đăng nhiều mà. Đó, hôm nay các chị các cô cũng ở tận Nha Trang, núi Sạn Nha Trang, chắc là gần núi Sạn quá ha. Đó, cũng đến đây thăm cốc của thầy, bởi vì có lẽ là những người cuối cùng trong một ngày đấy, bởi vì là bây giờ trời cũng tối rồi mọi người này. Thì có về đây từ lúc ngày 12-13 tháng 6 thôi, từ lúc đấy đến đây là cũng không thấy nữa. Đó, hôm nay thì em của thầy cũng đang làm cái đơn để đi tìm thầy đấy. Những hình ảnh cuối ngày. Rồi bây giờ cũng là 7 giờ tối rồi. Đây. Đó, đây. Đó, cho mọi người thấy này. Đó, trời tối rồi mọi người này. Đó. Này, trời tối rồi nhưng mà bà con vẫn đến đây rất là đông. Để cho mọi người xem những hình ảnh. Đây. Đó, đây đến đến nơi cấp của thầy cũng là trời tối nhưng mà vẫn hữu duyên là trời vẫn còn thấy đường đi.
Đây. Trời cũng tối rồi. Nhưng mà ở đây là các cô, các chị cũng là từ Nha Trang đến đây, chắc cũng là đoàn người đầu cuối cùng đó mọi người, trong một ngày. Sáng như thế nào? Tuyệt vời, không có tuyệt vời. Bây giờ bên trong, bên trong hôm nãy cũng để cho mọi người thấy rằng là buổi tối. Hôm nay có một cái tấm hình mới nha, của một bé 7 tuổi đấy. Ireland. Sinh sầu Âu đấy. Đây, đó, mọi người thấy đảnh lễ thầy xong chút xíu thì mọi người cũng tranh thủ về. Đúng, đúng không sao? Trời tối, bây giờ tối trời 7 giờ thôi. Các cô cũng là cha về đây. Tối vậy sáng rồi gặp bạn sáng rồi nói chung là có cái miếng ngủ nó cũng theo đó mọi người cũng để xong mọi người cũng sẽ về đây có đèn pin sáng quá cái ở đó xong rồi mình phải lấy nước có thể nói mọi người là những hình ảnh này là hình ảnh cuối ngày tối, nói chung là bây giờ cũng không chắc, cũng không thấy rõ hình ảnh nữa. Đây này, cho mấy chị xem này, đây là hình ảnh lúc thầy về đây ngồi này. Đó. Coi miết rồi mẹ. Thì đó, những cái hình này là lúc đấy thầy ngồi, lúc đấy chưa sửa đâu. Đó, để cho mọi người thấy. Ở bên TikTok nữa. Ừ, đúng rồi. Đây những cái hình này là cho mọi người thấy là hình ảnh của thầy lúc đấy vẫn về đây ngồi. Em là Hoàng 6 TV. Đó, đây là lúc đấy thầy về đây ngồi này. Hoàng 6 TV cũng quay giúp đỡ rất nhiều. Đây là những hình ảnh mà lúc thầy về đây ngồi, để mọi người cho mọi người thấy, để cho mọi người tưởng tượng ra đây cái cốc của thầy ngồi nó là như vậy. Vườn sầu riêng, đây là vườn riêng của em trai thầy. Mà trước đây ấy là bố mẹ thầy cũng cho thầy, nhưng mà thầy không có lấy. Nhưng là đã cho lại cho em trai. Đây cái nhà hồi nãy mà chị xuống đây là nhà anh Thìn, đây là em trai của thầy. Đó, nhà em trai của thầy. Ở trên kia có mấy cây, cả trăm cây sầu riêng thầy trồng ở trên đấy. Ba mẹ thầy là ở ngoài kia, cách đây 3 cây. Dạ. Trời tối rồi. Này. Đó, trời tối rồi mọi người ơi. Chắc. Đó, mấy chị có thể xin nước em kia, ở trong kia có nước suối đó. Mình có thể xin một chai nước ở trong đấy. Lên đi nào, lên cây bồ đề đi nào ha. Đây bây giờ đang di chuyển ra bên ngoài. À, thầy Minh Tuệ hả? Cái đoàn của tôi anh đi có một xe nữa. À, một xe nữa. Còn một xe mà đi sau đi không kịp. Dạ. Nhưng mà sao mình về đây tối dữ ạ? Nhưng mà không về đây sớm sớm. Ở trên con tôm xuống. À, thì con tôm xuống đây. Thế là anh Nhi nói là không gặp được thầy á. À, dạ. Thôi đi lúc này cũng được. Dạ. Chưa đủ duyên, thầy bảo là tùy duyên. Cũng hơn là đáng lẽ là bữa nay đi không kịp luôn. Như hồi bữa mày đợt 12 đá này, trước 12 đá này, là mọi người đã được gặp được hết rồi. Không, nhưng mà cũng phải có duyên mới gặp được, bởi vì lúc đấy là về đây đông quá, cả ngàn người, mấy ngàn người mà. Không phải ai cũng gặp được. Các chị cũng đang đi thăm cây bồ đề. Cả đoàn luôn. Đi được mà, đi thoải mái, hôm nay nó khô quá. Các anh chị đi thoải mái. À, tối đây bật đèn à? Ngay tự bật cho mà. Không, nó hẹn giờ mà. Đúng rồi. Hẹn giờ đến lúc đấy tự bật. Đấy, mấy anh em cứ xuống đi thoải mái. Đi xuống thăm cây. Trời cũng tối rồi. Nên là chắc mọi người cũng thăm cây xong di chuyển đi về mọi người ạ. Rồi em đi lên trên.
Mọi người thấy trời cũng còn tối rồi mọi người nhá. Quý vị khán giả xem để mọi người góp ý với dưới video mọi người nhá.